Mới đây tại Bộ Công Thương đã diễn ra đối thoại chính sách cấp cao ASEAN về than theo hình thức trực tuyến. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, tại hội nghị COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland vào tháng 11 năm 2021, 47 quốc gia trong đó có Việt Nam ủng hộ tuyên bố chuyển đổi từ than sang điện sạch toàn cầu với cam kết sẽ ngừng xây mới các nhà máy nhiệt điện than. Hiện Việt Nam đang nghiên cứu tìm hiểu các công nghệ mới cho nhà máy nhiệt điện than như công nghệ than sạch, công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, đảm bảo mục tiêu cung ứng điện cho phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết của chính phủ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang nghiên cứu chuyển dần nhiên liệu từ than sang các nhiên liệu sạch như là biomass, ammonia để áp dụng khi các công nghệ này đã được kiểm chứng và thương mại hóa. Một vấn đề quan trọng cần phải đặt ra và nghiên cứu là tương lai và vị trí của ngành công nghiệp than tại khu vực asean trong quá trình chuyển đổi ngành năng lượng khu vực tại nhiều quốc gia khai thác và chế biến than là một ngành công nghiệp quan trọng cung cấp nhiều công an việc làm trong quá trình chuyển dịch năng lượng đang được đẩy nhanh tương lai ngành công nghiệp than cần được chính phủ các quốc gia quan tâm và định hướng